bus. Con đau quá. Mẹ ơi, con đau quá. Vậy thì chúng ta phải đến bệnh viện để khám ngay thôi. Bé bị ốm à? Mau đi về nhà, không thích bệnh viện. Mẹ ơi, con không muốn ở đây đâu. Con yêu, mẹ luôn ở bên cạnh con mà. Đừng sợ mà, em bé sẽ không sao đâu mà. Ở bệnh viện Halloween đã có bác sĩ chăm sóc, chẳng cần phải lo lắng. Ồ, bé bị sâu răng rất nặng. Hàm răng nào thật tuyệt răng trắng bóng. Bé làm sao vậy? Bé bị ốm à? Mau đi về nhà, không thích bệnh viện. Mẹ ơi, con muốn về. Con yêu, đừng sợ, chỉ là cơn gió thôi mà. Đừng sợ mà, em bé sẽ không sao đâu mà. Ở bệnh viện Halloween đã có bác sĩ chăm sóc, chẳng cần phải lo lắng. Bạn đã bị cảm lạnh, hãy nhớ uống nhiều nước nhé. Giờ thì không sao nữa, mình thấy khỏe hơn nhiều. Mau đi về nhà, không thích bệnh viện. Mẹ ơi, con không muốn ở đây. Con yêu, mẹ luôn ở bên cạnh con mà. Đừng sợ mà, em bé sẽ không sao đâu mà. Ở bệnh viện Halloween đã có bác sĩ chăm sóc, chẳng cần phải lo lắng. Bảo bộ xong rồi. Không sao nữa. Mẹ ơi, tay con thật khó cử động. Ê. Đến lúc thu hoạch bí ngô rồi. Bí ngô, bí ngô, hãy dừng lại. Bí ngô, bí ngô, dừng lại ngay. Những quả bí ngô nghịch ngợm. Năm bí ngô nhảy nhót nối đuôi nhau. Ôi không, một quả vấp ngã vỡ đầu rồi. Hãy giúp đỡ tôi ngay. Đừng lo nhé, tôi đây sẽ giúp đỡ bạn. Tiếp tục nhảy bốn bi ngô kia. Ôi không, một quả vấp ngã vỡ đâu rồi. Phù thủy ơi, hãy giúp đỡ tôi ngay. Đừng lo nhé, tôi đây sẽ giúp đỡ bạn. Bi ngô, bi ngô. Nghịch ngợm. Hãy nhảy với mình, vui chưa đây. Hãy nhảy với mình.
Mình vừa nhớ ra hôm nay là ngày lễ Halloween. Ôi không, mình không chuẩn bị kẹo rồi. Bọn trẻ sẽ ghẹo mình mất thôi. Ha 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 Halloween. Ha 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 ha, ta trêu đùa. Cốc cốc cốc, mở cửa ngay nào. Cốc 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 cốc, là ai thế? Thật nhọn chiếc mũ kia, lại còn dùng gạc băng xung quanh. Ừ, xác ướp rất đáng sợ, cho kẹo hay bị gào đây. Hãy gẹo tôi. Ta trêu gẹo. Trêu gẹo. Tớ thích lắm, thật tuyệt Halloween. Ha 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 Halloween. Ha 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 ha, ta trêu đùa. Cốc cốc cốc, mở cửa ngay nào. Cốc 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 cốc, là ai thế? Nhìn này đôi cánh bé xinh, gậy thần kỳ, hãy xem đây. Bù tôi tiên bé nhỏ, cho kẹo hay bị kẹo đây. Hãy gạo tôi. Ta trêu gẹo. Trêu gẹo. Tớ thích lắm, thần tuyệt Halloween. Tôi đợi đã. Tôi nên làm gì đây? Trêu ghẹo, trêu ghẹo, ta thích lắm, thật là Halloween. Cốc 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 cốc, ha 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 ha, cốc 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 cốc, ha 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 ha, vui Halloween. Bác sĩ, giúp tôi với. Quả chú này. Miu Miu, chúng ta đang đi đâu thế? Tớ nghĩ đây là đường để đi đến nhà của bà phù thủy đấy. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Hôm nay chúng ta sẽ học một số phép thuật của bà. Học phép thuật ư? Miu Miu, đợi tao với. Bà phù thủy kia đun nước phép thuật, ta lấy chú dâu tận hồi với vi khuẩn. Bóp 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 bóp, ngoay ngoay nó lên. Yeah. Phù thủy Halloween này. Chú rơi này nhìn kìa mặt trăng, hay tới đó thôi. Yes. Phù thủy Halloween này mình muốn thử. Bà phù thủy kia đun nước phép thuật, ta lấy chú sâu tận hồi với vi khuẩn. Pop 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 pop, ngoay ngoay nó lên. Yeah. Phù thủy Halloween này. Dùng trôi bay đi tới khắp nơi, mèo đen của ta cùng với chú rơi này. Nhìn kìa mặt trăng, hay tới đó thôi. Phù thủy Halloween này. Mẹ ơi, con muốn đến cửa hàng đồ chơi ở tầng trên. À, được thôi. Yeah. Ủa, đừng chạy con yêu. Nguy hiểm đang tới đây. Nhanh lên mẹ ơi. Nguy hiểm lắm con ơi. Dừng lại.
Vòng tay an toàn. Xoay xoay xoay. Mẹ ơi. Không ai gặp nguy hiểm ư? Ta không thích điều này. Con yêu. Mẹ ơi. Cảm ơn các cháu nhiều lắm. Không có gì đâu ạ. Đừng quay lưng khi đi thang cuốn nhé. Tại sao ạ? Vì em không thể nhìn thấy đằng trước. Khi em lên tới tầng trên, em sẽ bị ngã đấy. Thế em nên làm gì? Anh sẽ chỉ cho em biết. Thang máy, thang máy. Nó đây rồi. Cái gì đây nhỉ? Thang máy hỏng rồi. Chúng ta phải đi lên tận tầng 6. Làm sao bây giờ? Rất cao đấy. Con không muốn đi thang bộ đâu. Đừng lo lắng Mimi. Ở đây có các bậc thang tự di chuyển đấy. Đoán xem nó là gì nào. Các bậc thang tự di chuyển ạ? Con biết. Đó là thang cuốn. Con giỏi quá. Thang cuốn, thang cuốn. Cùng đi thang cuốn nào. Vâng ạ. Thang cuốn thật là dài giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Thang cuốn thật là dài ở giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Mẹ ơi, con thích đồ chơi. Thang cuốn thật là dài ở giữa lối trung tâm. Thang cuốn thật bận rộn đi xuống đi lên. Giữ lấy mẹ thật chặt và đứng vững nghe con. Hãy đứng đúng chỗ an toàn nào. Không được nhảy, không được chạy. Khi đi thang cuốn hãy cẩn thận. Những mẹo an toàn khi đi thang cuốn, em hiểu rồi. Vậy em có biết những mẹo an toàn khi đi thang máy không? Anh sẽ cho em biết. Khi đi thang máy, hãy xếp hàng, không xô đẩy người khác. Đừng chạm vào cánh cửa đang đóng, vì ngón tay của bạn sẽ bị kẹt. Đừng dựa vào cửa khi chờ thang máy. Và cũng đừng dựa vào cửa khi đang ở trong thang máy. Không nghịch các nút ấn. Và không được nhảy trong thang máy. Nếu có trường hợp khẩn cấp, hãy nhấn nút báo khẩn cấp để nhờ giúp đỡ. Đừng sợ hãi, chúng tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn anh chị, giờ em đã biết các mẹo an toàn khi đi thang máy rồi. Các bạn nhỏ có nhớ những gì chúng ta đã học ngày hôm nay không? Tuyệt! Tuyệt! Các bạn đã được học về an toàn. Wow!
Chúng ta đã có một lọ phép thuật. Ôi không, chúng đã có một lọ phép thuật. Bắn cho tôi một cái. Xếp hàng lại. Robot cắt tóc là mình đây. Tao kéo tóc thật đẹp bạn nhé. Tôi sẽ cắt tóc gội đầu cho bạn ngồi vào đây. Ta bắt đầu. Được rồi, bạn chọn gội đầu. Đứng di chuyển, nằm yên nào. Ta sẽ gội đầu trước tiên nhé. Đầu cho bạn ngồi vào đây, ta bắt đầu. Đừng di chuyển, ngồi yên nào. Tôi giúp bạn cắt kiểu tóc đẹp. Nếp 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 nếp. Đừng di chuyển, ngồi yên nào. Tôi giúp bạn cắt kiểu tóc đẹp. Bán cho tôi một hộp. Xin lỗi, tôi bán hết rồi. Ôi không, diều bị mắc trên cây rồi. Đừng lo lắng, cậu cứ để tớ. Nó bay mất rồi, quay lại đi. Quay lại đi. Quay lại đây. Chúng ta chơi gì bây giờ đây?
Trông cậu ấy thật ngầu. Tôi cũng muốn giúp đỡ mọi người như cậu ấy. Có ai cần tôi giúp không? Quay xe xe tải tôi đây. Bùm bùm bùm, mình mạnh mẽ lắm nhé. Mình rất thích giúp đỡ bạn ơi. Mỗi khi bạn gặp chuyện thì hãy gọi tôi. Tôi sẽ sớm có mặt. Quay xe xe tải bạn à, tôi cần giúp. Bạn lấy trái bóng bị mắc trên cành cây. Hãy yên tâm không sao đâu, mình lấy bóng xuống cho bạn ngay. Thật vui khi giúp đỡ các bạn. Tôi xin lỗi. Quay xe xe tải tôi đây. Bùm bùm bùm, mình mạnh mẽ lắm nhé. Mình rất thích giúp đỡ bạn ơi. Mỗi khi bạn gặp chuyện thì hãy gọi tôi. Tôi sẽ sớm có mặt. Quay xe xe tải bạn à, tôi cần giúp. Đồ chơi đã mất, bạn giúp tôi tìm ngay. Hãy yên tâm không sao đâu, vì đã có tôi ở đây. Thật vui khi giúp đỡ các bạn. Quay xe xe tải bạn à, tôi mắc kẹt ở đây. Nào hãy đến giúp đỡ tôi bạn ơi. Cứ yên tâm không sao đâu, giờ tôi sẽ đến giúp bạn ngay. Thật vui khi giúp đỡ các bạn. Quay xe cứu hỏa tôi đây. Rum rum rum, đằng kia có cháy lớn, cần giúp ngay bạn ơi. Mỗi khi bạn gặp chuyện thì hãy gọi tôi và tôi sẽ sớm có mặt. Nhanh lên, nhanh lên. Cảm ơn bạn đã giúp tôi quay xe xe tải. Không có gì đâu. Yeah! Ha 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 ha